Chức năng tiếp theo là Land Play, chúng ta sẽ cùng nhau đặt đèn giả lập mặt trời. Các bạn chọn đối tượng và chúng ta vào phần Filter, Render và chọn Land Play. Ở đây tôi muốn đặt một cái mặt trời giả ở đây. Các bạn có thể tăng giảm cường độ sáng, và có thể chọn một vài loại đèn sao cho hợp lý nhất cái khung cảnh chúng ta. Ví dụ tôi chọn loại đèn này, tôi OK. Thì thấy rằng đối tượng chúng ta đã có đèn vị trí này rồi. Nhưng ở đây chúng ta không di chuyển được. Vì vậy nếu các bạn muốn di chuyển được, các bạn cần reset lại. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn. Các bạn tạo một layer mới và chọn màu đen. Nhấn Alt Select Finish, tô màu đen cho nó. Các bạn có quyền chọn phần Screen để hòa trộn. Sau khi chọn xong bạn Enter và chúng ta vào đặt đèn lại. Chúng ta đặt đèn trên layer chúng ta mới tạo. Các bạn chọn Land Play. Có thể giảm cường độ đèn đi một chút. Tôi OK. Và bây giờ tôi có thể cầm đèn và di chuyển. Đúng không các bạn? Rất dễ dàng. Và các bạn có thể tẩy đi những phần không cần thiết. Bằng cách các bạn có thể add vào đây một Play Mask. Dùng công cụ Plus. Tẩy những thành phần mà chúng ta không thích. Tôi gõ số 0 bàn phím để opacity về 100%. Và tẩy đi. Tôi chỉ muốn những cái vùng trong thôi. Vùng này không thích nữa. Thì đây là một chức năng khá hay và hữu dụng của công cụ đặt đèn.